Hello, xin chào các bác nhé. Và tiếp tục trong video của em thì hôm nay em lại review lại từ các bác một con vang Gutin KM5FX. Con này thì đã có cái thương hiệu trên thị trường rất là lâu rồi. Đấy, tiếp tục hôm nay em lại review lại từ các bác nhé. Cho những cái bác nào là không biết hoặc là chưa biết là bên em cũng cung cấp sản phẩm này có thể tham khảo nhé. Thì đầu tiên ở con vang Gutin này thì nó dạng ở dạng phân khúc vang cơ tầm cao, vang cơ lai số tầm cao nhé. Đấy, con này thì đặc biệt, điều đặc biệt của nó trong những con vang cơ cao cấp đó là nó có tiếng reverb. Đấy, chỉnh có nút chỉnh reverb riêng biệt. Đây em sẽ chỉ cho các bác này, reverb riêng biệt của mic này. Đấy, reverb riêng biệt này. Đấy, rất là dễ dàng khi bác, nếu các bác đây các bác dùng cho em một cái tô vít, tô vít hai cạnh như thế này, các bác điều chỉnh các nút nhỏ vặn xoay theo ý của bác. Đấy, rất là đơn giản thôi. Con này thì em sẽ đi từ bên trái sang bên phải nhé, trái sang bên phải lần lượt cho các bác này. Đầu tiên này là nút đây là công tắc của nó ở phía trước này. Đấy, con vang Gutin này công tắc của nó nằm ở phía trước này, rất dễ là bật tắt khi chúng ta đưa vào tủ đồ. Nhiều con vang là sẽ phải vòng về phía sau để bật tắt, thì con này ở phía trước này rất là dễ dàng này. Tiếp theo là một cái màn hình này, hiển thị ở chế độ rồi. Hiển thị ở cái chế độ hát của các bác đấy. Ở đây thì nó có tất cả là 8 chế độ. 8 chế độ này. 1 là delay 2 room này, 3 echo này, 4 là reverb này, 5 là echo reverb này, 6 này là stereo room này, 7 là stereo delay này, 8 là hall này. Đấy, nếu các bác nào thích hát reverb nhé thì các bác để cho em chế độ 5. Em bình thường sẽ cài cho các khách là ở chế độ 5. Là echo reverb, cả echo reverb. Như vậy tiếng mic của mình rất là hay, nó không bị khô. Đây thì con này chạy bằng 48 bit này, DSP này. Đấy, 48 bit. Tiếp theo là phần effect này, chỉnh echo reverb này của các bác này. Đây là phần này, echo tổng này. Đấy. Phần âm lượng này, mic 1, mic 2 này. Trước ở phía trước này cũng có mic 1, mic 2 để các bác cắm này. Tiếp theo là phần chỉnh mic EQ này, bass này, mid và treble này. Đây là phần phần âm lượng thôi. Phần âm lượng để các bác đây gần như là một cái nút âm lượng. Các bác để vào không thì tiếng mic sẽ không lên được nhá. Đấy, gần như là cái này là để thiết kế, để thiết kế ra để tránh như trẻ em hoặc là các bác động vào. Đấy, như một cái nút khóa thôi. Tiếp theo là phần music này, bass, mid và treble này. Tiếp tục là nút preset này, cũng để nút khóa cho các bác. Tiếp theo là một nút tổng nhạc. Và đây, nút ngoài cùng đây. Các bác nhìn là AUX1 và AUX2 này. Là khi các bác sử dụng cổng tín hiệu AUX1, AUX2 ấy, thì các bác đồng nghĩa với các bác là nhả ra hoặc ấn vào. Đây thì em ở đây thì em cũng để phía sau rồi. Nhiều bác là chưa tham khảo và chưa xem kỹ, tham khảo kỹ về cái thiết bị khi mua về thì nhiều khi là đấu lối nó chưa được chính xác, cũng như là để chưa đúng cổng thì âm thanh nó chưa lên được. Đây nhá, thì ở phía sau con Gutin này thì nó có cổng trắng đỏ này, là cổng AUX, là cổng music từ TV hoặc là điện thoại các bác cắm vào đây. Nó có hai cổng AUX1 này và AUX2 này, tương ứng với cổng ở phía trước này. Đấy, AUX1 và AUX2 này. Nếu các bác cắm nhé, ở AUX1 thì các bác ở nút này, các bác nhả ra cho em này. Đấy, nhả ra nhé. Còn dùng AUX2 thì các bác ấn vào cho em này. Đấy, thì như vậy thì tiếng nhạc mới lên được nhé. Đây, các bác dùng cổng hoa sen như thế này, các bác cắm vào. Ok chưa? Tiếp theo của con này là một cổng sub này, cổng bass này, bass out này. Đấy, bát out ở đây thì là sử dụng cổng là cổng 6 ly. Đấy, tướng với các volume này, chỉnh này. Ở đây là chỉnh âm lượng của bát này. Tiếp theo là cắt tần số này. Rồi, cổng solo out này. Đây, hai cổng này thì các bác chú ý đây là cổng out này. Output có nghĩa là output xuống đẩy này, hoặc là xuống lọc xì, xuống lực tiếng của các bác ấy. Đấy, đây là sử dụng hai cổng các lông cái, các bác cắm xuống. Được chưa? Tiếp theo là nút ở đây, các bác để ý cho em nút FBE này, là nút này là nút chống hú nhá.
Đấy, nó sẽ rất là sâu ở bên trong này, sâu ở bên trong này, và tất cả là đều được ấn vào rồi. Đấy, khi em là em xếp cho các bác ấy thì em sẽ ấn vào trước trước rồi. Đấy, ấn vào trước rồi. Đằng sau của nó cũng có các cổng cổng mic, là 3 mic nữa, 1, 2 và 3 này. Tiếp theo cổng center này. Center này chỉ là chỉ áp dụng cho vào mic thôi. Vào cổng mic thôi. Chúng ta thêm mic vào thì có loa để thêm mic thôi. Và đây là một cổng nguồn, nguồn phía sau. Đây là các thông số này. Chạy nguồn điện 200 đến 240V này. 50Hz này. Đấy. Đấy là tất cả về một con vang Wooten K15FX nhá. Thì các bác khi mua hàng về cái con này thì các bác cẩn thận cho em là em cũng có một số những cái video để các bác tham khảo để nhận biết những con vang Wooten chính hãng nhé. Đấy, làm sao để bỏ số tiền mình ra này mua đúng hàng. Đấy, đúng hàng. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe thử cái phần tiếng mic nhé. Con này nghe tiếng mic rất là hay luôn. Nghe rất là ngọt. L 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng rất là ấm nhá. Phần echo ấy, phần echo effect ấy nó không bị khô như là những cái con không có reverb. Đấy. Không có reverb nó sẽ không bị khô. Có độ vang nhất định. Ok, và em cũng xin review lại một con vang rất hay của bên em đang cung cấp. Các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé. Tất cả các hàng của em thì tất cả đều được kiểm tra và bọc bọc gói rất là cẩn thận khi đến tay các bác nhé. Các bác yên tâm là khi mua hàng bên em nhé. Và bây giờ trong video này em xin kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp các bác nhé.